buổi sáng Chào một ngày đẹp Hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2024 Với tự đề là Quyết tâm duy trì ngoại ngữ để thay đổi cuộc đời Thì phần đầu hôm nay Chúng ta sẽ đi bắt đầu là đại từ nhân xưng đại từ nhân xưng đây có nghĩa là tiếng việt nam là mày tao mày tớ các anh các chị các cô các bác các chú các gì đó là đại từ nhân xưng tiếng việt nam còn tiếng đức chúng ta đi hôm nay đi hôm nay là trước tiên chúng ta đi ba tự ba ba cái ít ít phải gì Und tu ai gái chi chúng ta xem cái những cái đại từ nhân chân này là ít nè thì nè và tu un Ừ trước tiên chúng ta phải đi cái đó trước tại vì trong cái phần mở đầu hôm nay là nó có cái đại từ nhân xưng chiếc x x là tôi ừ. tôi Bây giờ thì x tôi là trước tiên Rồi chia à còn một cái nữa là y nên. cái từ này là mình đọc là y nên à y nên đại từ nhân xưng thì trước tiên chúng ta phải biết sơ cái cái đó trước tại cái trang đầu ngày hôm nay trong đây là qua cái sự kỳ trước mình chào hỏi nè là việc đầu tiên là phải chào hỏi trước của trình tháo Good morning, good evening, evening là chào buổi tối. Trước khi đi ngủ chào buổi tối. Nhưng mà ít thường gặp. Nhưng chúng ta làm việc hàng ngày buổi sáng chúng ta phải mở miệng ra. Morning, đầu tiên gặp bất cứ ai trong cái hãng trong công ty việc làm. Mình có cái phong tục là ít chào hỏi. À, ngại ngùng chào hỏi. À, trường hợp đám tiệc đám cưới thôi anh chị mới chào hỏi còn ở đây là phải gieven mỗi ngày chúng ta là phải miệng nở nụ cười good morning à là tiếng anh good morning chẳng hạn như vậy good morning good morning ha. hai cái từ chúng ta, anh chị nào đã là qua tiếng Anh rồi thì tiếng Đức rất là nhanh à, mình nói sơ là vậy ừ, rất là nhanh đã qua tiếng Đức thì chúng ta chuyển qua tiếng à, đã qua tiếng Anh học ở trường từ lớp từ tuổi 10 tuổi chúng ta đã học tới 5 năm và học thêm tí xíu nữa chúng ta đã có một cái căn bản ngoại ngữ tiếng Anh thì chúng ta chuyển từ cái ngoại ngữ tiếng Anh bằng qua tiếng đất này rất là nhanh à, chẳng hạn Good morning bên đất là Good morning à, tiếng Anh chẳng hạn à. thôi chúng ta đừng có đi xa quá bây giờ đại từ nhân sân thì cái ngày hôm nay là có bốn cái đại từ nhân sân trước tiên cái đã thì cái đại thần đó lại từ nhân xưng chúng ta có thể đặt lần trước hoặc là đặt lần sau nhưng mà việc đầu tiên à ít bin ít bin cái đã rồi sau đó bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua cái đó là đại từ nhân xưng rồi thì chúng ta tiếp tục đến vẹp vẹp ở đây là cái động từ động từ là gì là chúng ta di chuyển đi đứng nằm à, đi đứng nằm hoặc là để đồ ví dụ là vậy à, cao mua à, là những cái động từ nó bê vi gồm nó 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 hoạt động nó đi nó chuyển động à. thì việc đầu tiên cái động từ đó là động từ dây động từ dài Ừ, là chữ cũng là nhưng mà nó nằm tuốt về sao ở đây mình chỉ chia nó phải chia ra rồi hôm nay đi hôm nay chúng ta chỉ đi một cái động từ một cái động từ này ha à. một cái động từ dài một động từ này dai là, là cũng là 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 gì thì là nó sẽ ra được nó phải chia ra nè nhớ trong cái đầu những cái động từ ở bên nước đất này nè là đều phải chia ra nó chia ra à. nó như thế này đây Ừ. từ động từ giai mà nó chia ra này cái này rất là nhiều à rất là nhiều nha rất là nhiều à rất là nhiều tại sao cái viễn đầu tiên cuốn sách đầu tiên nó đã có động từ giai rồi là hai sơ và rồi là động từ là chuyển động là ừ. sử dụng chỉ từ bin ít bin tôi là gì tôi là ngọc có hai cách có ba cách để các bạn xưng hô mai nam ít is... à, là một cách is hai is là một quán từ lúc nào phải đặt lần cấp lần trước is high tôi là ngọc chẳng hạn tôi là hoa lan tôi là gì đó à, is hai is it been à is been đi đi cái gì đó it been À, bin đây là động từ gia in chia ra nó chia ra theo từng thứ từ khi bạn dùng ở đầu là ít bin ít bin ừ. hôm nay là bạn phải thuộc trong đầu là it been to bist be a s is à phải chi ra vi zin e design nhưng mà design dài từ dài là ít dòng sau này mới dùng nhưng mà việc đầu tiên là chào hỏi mở màn cho hôm nay là là động từ gia và đại từ nhân xưng đại từ nhân xưng là trong đó nó có là ích tu EGS nè à, V nè G nè à, Là những cái từ Những cái đại từ năng xương nó nằm ở đầu câu ha. Lát ấy, thì bạn nghe Bạn nghe ở đây Tự làm cái hình đi cho bạn nghe Bạn nghe tới bạn nghe lui Rồi sau đó thì mình sẽ Cho ra từng chữ một thì bạn phải nhìn và phải nghe rõ từng ly từng tí một và phải nhìn vô bạn biết cái nào trước tiên là mình chỉ giới thiệu là đại từ nhân sân và cái vẹp hôm nay là hai cái máu chốt mà chúng ta phải nhớ đó là động từ say và đại từ nhân sân là is to e là chúng ta ghi nữa cái từ ghi vi là chúng tôi khi mà bạn dùng vi ghi dinh à bạn dùng hai cái chữ này là vision à. là chúng tôi chúng tôi ở đây là gồm có hai người trở lên bạn có dùng vi ừ. chúng ta đi từng bước một còn chúng ta dùng một người nha ít pin rồi đại từ nhân xưng là ít bin là vẹt lúc nào cũng đứng ở hoàng sao à is bin rồi tú biết JE, E, IS. Các bạn phải chia ra, nè, phải nhớ trong cái đầu cái này. Coi như là cái này phải học thuộc lòng. Mình nói rằng là cái cái này là phải học thuộc lòng. Nè, việc đầu tiên bạn phải học thuộc lòng. It been two best. E Z E, E là máy tạo máy tới gì đó rồi và vi Virgin. Hôm nay chúng ta học cái đại từ nhân xưng và cái vẹp này trước. rồi sau đó nữa ngày mai mình sẽ học tiếp cái 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 vẹt chứ lại đại từ nhân xưng nó xuống. hôm nay mình sẽ là ít bin to is g s ist à virgin còn hai cái nữa À, ngày mai mình sẽ tiếp tục hôm nay mình chỉ nhiêu đây thôi không có nhiều được nhiều nhiều quá thì tẩu mã nhập à chúng ta đi từng bước một thứ nhất đại từ nhân xưng là ít chú e, é vi s Và chúng ta phải nằm lần trước X vi là hai người chú là mày chú bis à tu là phải biết liền chứ không phải tu bin được à tu tu biết chứ không phải là tu bin hoặc là tu ít là không được mà ít là phải bin à nhớ chứ ít ít ít, ít biết là cũng không được à e ít thì được mà e bin là không được hai cái nữa chiều nào không được nó phải đi theo cái thứ tự ít bin ít bin son phải hai ra thét tôi đã có gia đình chẳng hạn ví dụ ừ. hoặc là mình tự xưng mình già ít già bin ít đây là tôi ví dụ gì bin ít đây là tôi das bin à, das Das bin ich. Das ist à. còn đại từ Das ist bạn lúc ist đặt đó trước is, mình tự giới thiệu mình chẳng hạn is hai sờ, hai sờ gì đó, tôi tên là gì. Còn các bạn muốn hỏi là hỏi là phải có hai loại hôm nay đó là V hoặc là V V hoặc là V nó như thế nào biên như là V đốt là V V hai này hai cái từ này lúc nào bạn cũng đặt phần trước không có thể đặt phần sau được và không có thể đặt là ở chính giữa được v is he ngọc hiểu yeah. không? ông ngọc là ai 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 là ông ngọc Đó, à, mình thấy ai là ông ngọc à, v v v là v hai sinh gì à, anh thấy v hai sinh gì v Vi nói chậm cũng được. Vi Kes S, -s Inen à hỏi anh bạn có khỏe không? Vi Kes S, -s Inen Inen à, à cái câu này là cái câu hỏi. À vì kết ấy nền, ha, vì kết nền thì có thể là đầu tiên cái vô cái hãng sướng hoặc là qua hai ngày thứ bảy chủ nhật thường thường vô gặp nhau là à mày có khỏe không, good tag sau khi là good tag good morning good hai cái này hai cái này đầu tiên buổi sáng à chúng ta gặp nhau là chào trước cái này. rồi xong sau đó chúng ta phải hỏi là VSHI -E những cái clip trước mình đã chia sẻ là cái chào rồi bắt tay rồi à, tên tuổi nếu mà không quen biết chúng ta là tên gì mới tới làm việc người mới người mới giới thiệu à tôi là gì À, là người mới thường thường hay giới thiệu bắt tay và chào hỏi sau đó là khi mà quen dần rồi á chúng ta đã quen một ngày hai ngày ba ngày rồi chúng ta quen dần thì là buổi sáng là cũng phải chào good morning vikas hôm nay mày của anh chị có khỏe hay không vikas hi à cái từ đó là cái từ thường xuyên thường xuyên còn không không chào được bằng tiếng đức chúng ta gọi hà đơn giản cũng được hà lô phải chúng ta bắt buộc phải phải mút cái từ mút đây là bắt buộc mút là phải chúng ta phải mở miệng ra không thể ngậm miệng được buổi sáng vô rồi À, ở đây là này. à chúng ta đã qua à, động từ động từ ở đây là đi di chuyển qua lại động từ à, mà đất nước này rất là là chúng ta phải chia nó ra chia từ đại từ nhân xưng is to chúng ta phải chia từ trên xuống dưới đi theo từng thứ tự chúng ta phải thuộc lòng trong đầu cái này giống như là giống như là phải thuộc lòng chứ không khác thì sao? nếu mà không thuộc lòng cũng ra kia nó chéo là chéo chéo lại không được nó phải đi theo cái logic đó thì chúng ta mới ra được là thằng người khác đề yeah. gì yeah. Đây là đây là quán từ. Quán từ này nó kèm theo với động từ, á à, danh từ. Nè, danh từ là gì? Là dùng để chỉ tên đồ đạc nè, cái ly nè, cái laptop nè, cái Handy nè, cái này nè, cái bàn nè. À, cái bờ nói chung những cái vật dụng Trong gia đình của bạn Tiếng đất này nó phải đi kèm De Chi à, Đọc là chỗ đó Còn tiếng Anh nó khác nhau Cái lợi tiếng đất này là Nó có một cái thôi à, Còn tiếng đất này Nó phải là De à, Tiếng Anh nó chỉ chưa chỉ có một chữ này thôi The computer The book thờ the thờ lamber chẳng hạn có một chữ thờ nhưng mà tiếng đức này là nó khó chỗ này là tedidas à. cái này chúng ta từ từ học tedidas hôm nay mình chỉ biết tới đây là dead dead trong đây nó, số ví dụ, datbook đây đây là datbook mà nó phải có cái quán từ đi theo kèm theo ừ. còn datbook là mình sau này á tại sao để phân biệt cái 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 danh từ á để phân biệt cái danh từ đó đó ở vườn cuối sau này mình sẽ chỉ mình sẽ chỉ ở vườn cuối thường thường là nó ở vườn cuối nó sẽ đi chung với lại cái quán từ đây đi đát này là ngược mình sẽ phân biệt được bạn sẽ phải biết được nhiều từ trong cái căn nhà của bạn trong cái căn phòng của bạn bạn phải biết hết nhiều từ cái tiếng đất đó trước tiên là bạn biết hết từ cái ghế này nó ghế là stu hà stu bạn phải biết từ đó trước rồi giống như từ tiếng anh nó chuyển qua stu à. nó chỉ thờ thôi nhưng mà tiếng đất này nó là D hoặc là đáp cái đầu nó không biết rất là khó khăn mày chưa khó khăn cho nên như chúng ta nhận dạng nó rất là khó khăn nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây ấy, là có hai dạng mà chúng ta biết trước đó là đàn ông và đàn bà đàn ông là d và đường bà là d đó nhớ nha các bạn đường bà là đi đi frau đó. Demand đi Frau Nó như thế này Demand Chí Frau Rồi Demand Chí Frau Hai cái hai cái này chúng ta phải phân biệt rõ ràng nếu mà gặp người đâu đem man là nghĩ trong đầu là đem man liền nhưng mà man ở đây là chúng ta phải biết khi mà tới người đặt man là ở chúng ta phải nhớ trong đầu là hai chữ n nó ở vùng cuối lúc nào nó cũng có và cái từ man này là ở đất nước, nước nó rất là nhiều cái tên hopman cái gì man nó nhiều lắm mà khi mà mình đã, gặp những cái trường hợp đó là khi mình viết là phải có hai chữ n ở bài sao đi frau nếu là người phụ nữ thì đi frau nhưng mà nó khác nhau ở chỗ này chỗ này nếu là còn có gái thì là nó lại là das das mention à, nó đọc cái chỗ đó cái à, từ này á à, quán từ này ha khi nó lại là con gái từ 15 16, 15 16 tuổi 18, 9 hơi nó lại là das à nó khổ chỗ đó das mention ừ. thì chúng ta có những cái từ có những cái danh từ bất chi biết dịch chúng ta cũng phải nhớ nói chung là chúng ta học thuộc lòng đó. còn những cái những mà d đi đi đắt thì sau này mình sẽ với lại gì chỉ đe đi đắt sau này mình sẽ, ở quần cuối nó là cái gì để mình nhận dạng mình biết được khi mình đã được nhiều từ rồi thách à, xuống vị à, cái từ thách là cái ly chẳng hạn ha cái ly thách thì mình chỉ ví dụ cho bạn thôi một cái thôi là ở phần sau. Vần sau của Thatcher này là. e Là đi. Thatcher. Thatcher. Yeah. Điều đặc biệt ở đây. Những cái. Từ. Những cái danh từ chúng ta nên viết. Nên viết nên viết là chữ cơ gốc, cơ gốc, chữ quý khoa lên, à, bạn nên viết khoa to lên. À, quyển sách đầu tiên là cái cái danh từ mà bạn phải viết khoa lên nha nhớ nha phải viết khoa lên là chữ cái đó, kêu là chữ chữ to chữ cái kêu là chữ cái, ừ. mà chúng ta phải viết to lên rồi mình khoanh dùng ở phần cuối khi mà gặp chữ uh, e ở phần cuối hôm nay mình chỉ làm sơ thôi Tasha. Tasha mình đã đánh dòng tròn nhỏ là nó phần E Thì bạn hiểu được cái thắt này rồi khi mà bạn hiểu được cái thắt này rồi ấy. là e ở phần cuối là bạn nhận dạng nó ra là đi liền là đi à bạn nhận dạng nó là đi đi liền đi touch sợ is to su chẳng hạn như vậy cái ly này là rất là lớn to à. nó phải có thứ nhất là đặt nó trước cái, cái danh từ trước rồi sau đó về rồi sau đó là cái gì cái gì cái gì, cái gì. mình sẽ tiếp tục đó thì trước tiên là hôm nay mình dịnh dạng ở quần cuối mình chỉ ở quần cuối ở quần cuối của cái danh từ danh từ đây là là chỉ ra là danh từ danh từ nhân sưng yeah. cái bàn cái ghế cái laptop hoặc là cái gì đó là cái danh từ danh từ đó bạn phải viết hoa lên chữ đầu viết hoa lên Hôm nay quần cuối chữ E là nó đi kèm với lại chữ G detacher. À. Nhưng he he là nó có ở quần cuối là e là d. Uhm chúng ta gặp vần cuối là he chẳng hạn người đàn ông chẳng hạn thì là nó sẽ đi với đề yeah. ừ. nhớ nha bạn mình chỉ sơ hôm nay là rau đi rau là bắt buộc là chúng ta phải nhớ trong đầu rau that mention mà ngày xưa mình mới hỏi ủa tại sao that tại sao đi tại sao đề đó là tiếng đức à nó như vậy à nó không có khác nào hơn rồi nó là bất di bất dịch rồi à rồi sau này từ từ mình mới tìm hiểu tại sao giờ người ta mới chỉ sơ là à, để nhận dạng nó được á dễ hiểu hơn thì là ở quần cuối quần ừ, cuối khi mà mình biết cái bút này rồi bút ở quần cuối là ch À, là dash, chẳng hạn, hoặc là thách ở phần cuối e, hoặc là chữ R chúng ta nhận dạng là d. Ừ. Khi biết được cái đó rồi đó, thì chúng ta biết hết tất cả những cái gì trong căn phòng của mình, à, là chúng ta sẽ học rất là nhanh chứ. Mình chỉ nhớ trong đầu trời ơi cái này hơi bị khó nha, lê đi đát hơi bị khó nó khác hơi tiếng à, à, anh ờ thôi học tiếng anh thì cho nó chắc nhưng mà khi chúng ta đã cảm nhận được rồi thì chúng ta biết nó rất là nhanh ha rồi có những cái từ bất chi bất dịch thì chúng ta cũng phải thuộc à, chẳng hạn mention, Dash mention, Dash mention nó như thế nào nó mỏng nó dài nó to hoặc nó cao gì đó nó nó có màu nó có ao ghen màu màu xanh hay là tóc nó của nó vào blond gì đó. Đó, đó đó chúng ta tiếp tục những cái 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 sao này nhưng mà hôm nay mình chỉ à, sơ là như vậy để các bạn tham khảo thêm tại sao nó tại sao nó vậy tại sao nó vậy tại sao mình phải đặt nó tại sao? À. Inen kết à, mới nay mình đã trải qua rồi. egs 2 to bits rồi xong. Mình đã hôm nay chia sẻ sơ sơ cái 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 hai cái trang đầu này. À. Hai cái trang đầu này ha. Hai cái trang đầu này Là nó có những cái gì đặc biệt ở trong đây Thì mình cũng đã Chia sơ, chia sẻ chia sơ qua Xong Mình sẽ lấy cô photo Rồi sau đó các bạn nghe Đây nó cho chúng ta Luyện tập nghe việc đầu tiên bạn nghe bạn nghe bạn coi ha bạn nghe ha. nó làm sao làm sao nè rồi bạn bạn lấy handy đi bạn gọi lên cái 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 tôi chia sẻ đó nó là cái chữ gì tiếng việt chứ một ngày một ngày hoặc là mấy tiếng đồng hồ bạn bạn đi hết cái hai hai cái mảnh về khó lắm bạn hơi bị phê hết cái này mà một ngày thì bạn không thể nào nó nhớ được không thể nào bạn nhớ hết hết cái này và mới trước tiên bạn ngồi nghe rồi xong bạn coi cái nào bạn hiểu đã nằm trong đầu rồi bạn coi cái nào chưa nằm trong rồi bạn lấy cái handy và gọi vô à và stop lại cái lap dùng cái laptop này nè stop lại rồi bà lấy cái handy bà gọi vô à nó hiện ra nó dịch ra ngay nó là chữ gì thì mình mới nhớ cho nào lúc đó mình mình nhớ đi nào ừ đơn giản vậy thôi Rồi à, mình nghe lại mình tu băng giống như mình tu băng này qua lại tu tu qua tu lại nhiều lần Đã. thì bắt đầu là nó nhớ trong cái đầu của bạn nằm ở trong đây thì khi mà người bạn nghe nghe có một người ngày nào đó một ngày nào đó bạn gặp một người ngoại quốc người đó là người đất chẳng hạn uhm. uh, bạn hỏi speak gì hay là speak english rồi nó khác nhau à speak speak and see Deutsch, à, speak and see Deutsch, speak and see Deutsch, speak, speak English. hai cái đó nó ngang nhau và nó na na, speak, phát âm nó na na, speak, 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 speak. chỉ là khi mà bạn hỏi là phải đặt cái động từ nó nằm ở phía trước, à, đầu câu, nhớ nha, speak English, speak Deutsch cái động từ đó spoken cũng là cái động từ nói là cái động từ đặt về trước english, speak english speak to the speak to hai cái đó Nha. nhất là trong cái ngành du lịch à, là hoặc là thủ đô hà nội hoặc thủ đô sài gòn hoặc là biệt liên hoặc là pháp hoặc là washington hoặc là những cái nơi mà trung tâm lớn là bắt buộc một là English thường thường là sử dụng English nhiều nhất đó sao nếu mà biết tiếng đôi chờ nữa là good hoặc là pháp nữa là good rồi chúng ta xin dừng tại nơi này và buổi học hôm nay nếu bạn cảm thấy bổ ích chia sẻ với mọi người và sau cái cuốn kết thúc này các bạn nghe nghe tôi sẽ thâu lại hai cái trang này các bạn nghe tiếp nghe nghe tới nghe lui nghe qua nghe lại nghe làm sao cho nó nhuyễn trong cái đầu cái gì cũng vậy việc đầu tiên là phải nắm bắt đầu tiên để các bạn đi từng bước một cũng như chúng ta lên bậc thang lên lên cầu thang như chúng ta phải từ bậc thấp đến chúng ta lên, lên 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 chúng ta cũng đồng cần một phát ăn ngay thì hơi bị khó chúng ta phải cần có cái thời gian để cái gì cũng vậy học nghề cũng 3 năm học uh, học kỹ sư hay là học lại học cũng phải cần 5 năm thì nó mới ra trường được thì học cái đất này cũng vậy để bạn được có một cái kiến thức đầy đủ trong cái khóc thì bạn cũng cần phải có cái thời gian ôn luyện cho nó good thì bạn mới trở thành con người nó ok được và cuối chương trình mình xin chúc hết tất cả những cái gì mình có được cái kinh nghiệm mình chia sẻ từng giai đoạn một đến với tất cả mọi ngõ ngách trong cuộc đời. Nếu ai thấy clip này xin ủng hộ mình. Và chúng ta cùng nhau tiến lên và nhớ đưa cái này cho mình để ngày mai mình sẽ đi trang kế tiếp là trang thứ hai. Nó nằm ở trong đây cái gì? Nó như có những cái gì bí mật nằm trong đây. Thì cùng thôi tiếp theo đó là bài lesson suy hai ok Giờ, xin chào